cái bàn là tôm không hả chị? Đúng rồi anh, cái này là tôm khô không. Ồ. Tôm này là mình sẽ làm món gì chị? Tôm này để làm muối tôm anh. Muối tôm bên này là loại muối tôm đặc biệt. Nãy giờ em nghe giống như là em là học sinh mới vậy đó. Em chưa có thuộc bài lắm. Chị, cái quy trình để mình làm một cái muối này nè thì nó sẽ gồm những công đoạn gì chị? Ở bự cái này là máy sấy luôn á. Cái đèn này là kiểu như là cái nhiệt là chị đã chỉnh cho nó giống như là nhiệt độ của bên ngoài của nắng á. Con tôm ở đây cả nhà thấy uy tín chưa? To chưa? Bự chưa? Ờ, cho em một con tôm đi chị. Ăn được luôn hả chị? Được luôn. Cái này ăn được tôm luôn này mình làm xong hết rồi. Đây, tôm này cả nhà chất lượng chưa? Cái này là sẽ trong muối là sẽ có y chang con tôm vậy luôn nha cả nhà. Cho anh con ơi. Đây. Đây nè, cầm cho cả nhà coi. Ồ, trời ơi, bự chưa? Hello cả nhà. Tuấn Anh đây cả nhà ơi. Về Tây Ninh để em thăm em nó mới bị lái xe. Tuyên bố một lý do, đó là mình đã tìm ra nguồn sản phẩm từ Tây Ninh, Củ Chi và mang về dưới cửa hàng rồi Tuấn Anh ơi. Lý do thứ hai là chúc cho Tuấn Anh mau khỏe nha. Rồi vô cái nào. 1, 2, 3, vô. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Sư Lộc nha. Hiện tại thì em đang ở cái xưởng muối á cả nhà. Thì em sẽ tới để đặt muối của chị và chị gia công riêng cho em nha. Một cái loại muối đặc biệt riêng á. Đây là hương vị quê hương nha cả nhà. Dạ em chào chị. Chị tên gì ạ? Dạ em tên Duyên. Chị Duyên. Dạ. Đây là em thấy ở đây là có một cái bàn là tôm không hả chị? Đúng rồi anh, này là tôm khô không. Tôm này là mình sẽ làm món gì chị? Tôm này để làm muối tôm anh. Muối tôm bên này là loại muối tôm đặc biệt của cơ sở em. Dạ. Em thấy cái tôm này là chị như là chị đã tẩm ướp rồi. Đúng rồi, tẩm ướp một ít gia vị rồi. Dạ. Dạ, cái này thì mình phơi hả chị? Phơi, phơi nắng. Tầm khoảng thời gian bao lâu thì mình có muối? Phơi khô thì tẩm 2 ngày là có sản phẩm ra. Cái tôm là cũng vậy luôn á chị. Rồi. Còn cái muối cũng vậy luôn. Muối cũng vậy. Dạ. Muối là phơi khô mới bỏ vô rang cho chín cho thơm. Chị kể giùm em cái quy trình mà trước khi mà mình đem đi phơi vậy thì mình làm cái gì? Phơi để thì ra mình phơi là mình gia vị mình chuẩn bị gia vị cho nó ra thành muối cái xay. Dạ. Xay thì bỏ ớt tươi với tỏi, tỏi mình phải lột vỏ ra. Xong mày xay tất cả các hỗn hợp vô rồi có ruốc vô bỏ vô xay ra. Xong ra hỗn hợp vậy cái mình đem ra mình phơi. Dạ. Dạ. Phơi chị, em cũng thắc mắc là cái máy mà mình xay muối này kia á chị, không biết là chị có thể cho em coi thử cái máy đó không ạ? Có. Dạ, dạ. Trong ở đâu chị? À, mình coi cái máy của chị nha cả nhà. Cái motor xay. Cái này là motor xay của cái nồi xay nè. Bỏ vô cái nồi. Cái nồi bên đây đúng không chị? Cái nồi này. Đây là chị đã rửa rồi nè cả nhà. Còn cái kia là gì vậy chị? Cái đó là cái chảo rang. Nè. Nhìn nó to cả nhà. To nha. Bự nha. Chị nó cái này là nó đảo đều luôn hả chị? Đúng rồi, mở điện lên là nó đảo đều quay rồi trộn đều muối lên cho mình luôn. Bây giờ phải có muối trong đây mới đảo được cả nhà. Đúng rồi. Chứ không có muối mình đảo nó bị dính vào trong cái thanh inox. Còn máy bên đây là xay tỏi hả chị? Không, máy này là máy thổi. Máy thổi là hột muối á. Như muối diễn này, muối hạt dừa, hạt to này đó. Là vô là cái đó này. Ui cả nhà, có nguyên cái cánh quạt luôn kìa. Cái trong kia cũng là đảo luôn hả chị? Đúng rồi, cái máy trong đó là giống cái máy này, hai cái. Chung là mình tới hơi trễ á, nên là chị đã hoàn thành xong cái công đoạn mà đảo muối rồi. Với lại chị kêu công nhân là cũng đang chuẩn bị về cái nha. Hôm nay nghỉ lễ hả chị? Đây làm mai lễ nên cho công nhân nghỉ sớm. Dạ, hôm nay thì thôi em xuống đây em chắc là vị khách cuối để đặt một mẻ muối với tôm sấy mang về. Rồi thì những cái muối ở ngoài kia là mình thấy chị phơi rất là đẹp luôn đó nha. Nhưng mà phơi khoảng bao nhiêu nắng thì là ok chị? Nếu mà nắng lớn, nắng to thì khoảng 2 nắng. Dạ. Còn nắng mà không có được độ nắng hôm nay khoảng 3 nắng. Ví dụ mùa mưa thì sao chị? Chị nếu mà mùa mưa mình làm lâu không chị? Mùa mưa thì mình phải bỏ vô máy sấy. Máy sấy em có cái sấy này nè. Có máy sấy, chị có máy sấy nè anh. Máy sấy ngoài đây nè cả nhà. Đây nè, cái máy này nè. Ở đây hả chị? Đây nè. Cái máy sấy nè.
Chợ bự cái này là máy sấy luôn á. Máy sấy thay thế cho nắng. À, cái này là đèn hả chị? Có đèn, bốn đèn. Cái này mình kiểu như mình cái size nó khủng quá, em không nghĩ là nó là là để muối ràng trả lên đây. Đúng sau rồi, đó là mình lên cái bắt đèn, bắt điện lên nó quay vòng tròn tròn tròn. À. Cái nào mà khô là xong dạ. Chú chạy cho nó quay không được không chú? Được. Để con coi coi nó hoành tráng cỡ nào. Ở ngoài kia là chị để tỏi nè em. Ui quá trời tỏi. Đúng rồi. Nhà chị chắc chắn là mấy cái gì tà khí không dám vô rồi. Tỏi quá. Tỏi đây là để chị xay muối ở cả nhà. Dạ. Yeah. Đây. Em thấy một mẻ như vậy mà để sấy lên này kia luôn, công phu quá chị ha. Nhiều công đoạn lắm cả nhà ơi. Đó. À, nó đang chiếu đèn ở dưới luôn không chị? Đó, lên đèn kìa. Đèn dạ. Cái đèn này là kiểu như là cái nhiệt là chị đã chỉnh cho nó giống như là nhiệt độ của bên ngoài của nắng á. Thì khi mình sấy nó sẽ đảo đều ở trong đây luôn cả nhà. Đó. Đó. Hấp dẫn ha. Rồi, ok. Thì chắc là mình cũng xin phép chị là mình sẽ lấy cái hũ mà thành phẩm mà mình order bên chị cho cả nhà xem nha. Chị cho em hỏi là hồi nãy chị nói là lúc mà rang á. Rang xong mình đem phơi. Phơi xong rồi sao nữa chị? Mình xay xong rồi mình phơi. À. Phơi xong mới rang. Dạ. Phơi xong là rang lại. Là ra thành phẩm hả chị? Đúng rồi. Phơi cái đó phơi khô xong cái mình xay ra cho ra hộp. Dạ. Ra hộp vừa theo kiểu như cái hộp người ta muốn nhuyễn mình xay nhuyễn. Dạ dạ. Ví dụ cái hộp đó em muốn xay nhuyễn là bên chị vẫn xay nhuyễn được. Được, được. Còn muốn em muốn để hộp hộp để người ta chấm ví dụ xoài, chấm cốc hay kia thì để cái hộp to hơn. Nói chung là anh muốn cỡ nào hộp cỡ nào cũng được, nhuyễn dạ, dạ. Vừa to vậy đó. Dạ. Chị mà cái ý tưởng mà để chị làm cái tôm sấy này nè là xuất phát từ đâu? Là muối ở gì muối tôm mà tôm sấy á. Dạ. Cái tôm này đợt trước thì anh tính làm tôm khô này cho khách dùng ăn tôm không gì đó. Ừ. Ăn con tôm không gì đó. Xong rồi mình mới suy nghĩ ra là bỏ vô muối tôm mình ăn nó ngon hơn. Dạ. Em ăn thử. Dạ. Thấy ngon cái giờ cái làm thành muối tôm đó luôn. À, thì cái ý tưởng này là bắt đầu khoảng bao nhiêu năm mà chị? Cũng mới khoảng hơn năm mà. Hơn năm. Dạ. Nhưng mà em thấy là em là Củ Chi nè, nhưng mà đi Tây Ninh này kia họ hàng cũng Tây Ninh nhiều. Dạ. Em mới thấy là cái muối này nó đặc biệt và em được người nhà giới thiệu tới chỗ của chị á. Dạ. Thì mình xin phép là mình sẽ lấy cái muối của chị về và làm theo cái công thức riêng của mình đưa cho chị á. Dạ. Để ra cái thành phẩm để gửi tới cả nhà nha. Rồi còn bây giờ em xin phép chị là cho em xem một cái hũ thành phẩm á. Dạ. Cái hũ của em đặt á. Dạ dạ. Ok. Rồi, hết tôm luôn rồi chị ơi. Rồi. Mấy bạn lại với mình cũng đặt trước một mớ cả nhà. Thì còn bây giờ còn bao nhiêu mình sẽ quay cái cảnh chị trộn cho cả nhà coi. Nè, khoan nha chị. Con tôm ở đây cả nhà thấy uy tín to chưa? To chưa? Bự chưa? Cho em một con tôm nha chị. Ăn được luôn hả chị? Được luôn. Cái này ăn được luôn. Tôm này mình làm xong hết rồi. Đây, tôm này cả nhà chất lượng chưa? Cái này là sẽ trong muối là sẽ có y chang con tôm gì luôn nha cả nhà. Cho anh con coi. Đây. Đây nè, cầm cho cả nhà coi. Ừ. Ồ trời ơi, bự chưa? Cắn một cái là giòn rụm luôn cả nhà. Ừ. Quá đã. Hay đó nha. Cái này á chị là hôm bữa em được một cái cô mà cũng họ hàng của em á, xong rồi tặng cho em cái hũ ăn thử, xong rồi thấy ngon quá nên là em quyết định là hỏi chỗ bán là em tới em đặt luôn. Rồi, hôm nay thì nhờ chị trộn giúp em. Đây là tỷ lệ là bao nhiêu chị? Trộn theo cho của em á. Của em này 20% tôm rồi đấy nè. Dạ. Rồi, dạ nhờ chị trộn giùm em nha. Cả nhà. Phải đứng ở bên kia. Dạ. Tặc lắm á. Tặc, đúng không? Quá xì rồi. Chị quen rồi nên không sao đúng không chị? Đúng rồi. Ở đây là làm quen rồi chứ mà tách lạ vô là nó bị tặc cái kiểu. Rồi em đứng đây mà em còn thấy nó nồng. Quá xì đúng không? Nhưng mà thơm lắm cả nhà, mùi muối nó thơm lắm. Đều quá. Bây giờ em đặt chị cái hũ bên em á là một hũ là khoảng 300 gram nha chị.
Dạ, tới giờ chị đông vô giùm em một hũ 300g đó. Dạ, đây là độc quyền nha cả nhà, chưa có ai đặt cái muối tôm mà tới 20% tôm đâu. Tại vì bên chị thì là Huy ước hôm bữa anh nói là chỉ có 10% tôm thôi cho một hũ muối thôi, thì em đặt là một cái loại là 20% tôm luôn. Thì mai mốt nếu mà kiểu như hiệu ứng tốt á chị thì mình có thể là 30% tôm hay 40% tôm được không? Được luôn, đó là tùy mấy bạn. Dạ. Nhưng mà giá ở cả nhà thì nhiều tôm hơn thì giá nó sẽ nhỉnh hơn. Dạ dạ. Nhầm vô hũ luôn nha. Dạ. Đó. Đó, một hũ nè cả nhà. Wow. Chị có thể quay cái cân qua cho em coi được không chị? Coi như là đầy ấp luôn nha cả nhà. Đầy ấp luôn. Chưa đủ luôn nè. Dạ. Lắc rồi mình nhét thêm vô. Nãy thì em sẽ đặt cái hũ mà kiểu dạng phong dài hơn á chị. Để cho mình để á, nhìn cho nó đẹp hơn xíu. Em sẽ gửi hũ. Xíu, cao hơn xíu. Dạ, em, dạ. Em sẽ gửi hũ về cho chị. Tại hũ em đây cũng cắt vô thường là 2 lạng rưỡi mà. À. 3 lạng thì ít lắm. Dạ. Vậy thì vài bữa em là sẽ em sẽ đặt cái loại hũ đó cho chị. Ừ, mình sẽ ship về. Dạ. Cho chị làm riêng cái hũ đó cho mình. Dạ. Dạ. Ui, 3 lạng. Này, mình chưa đủ em ém. Dạ dạ. Này mình ép sát xuống luôn chị. Ép sát nếu mà vô 3 lạng đủ ém nữa. Dạ, chị ém luôn đi cho em đủ 3 lạng luôn để mọi người thấy nó uy tín. Đúng rồi. Với lại cái này chứ em phải đổi cái size hũ á cả nhà. Ừ. Đổi cái size hũ bự hơn để chắc chắn là đủ 300g cho cả nhà nha. Ừ. Mình thà là dư ra một chút chứ. Chứ không, em không sẽ không có cân thiếu đâu, yên tâm. Rồi, ok. Dư rồi chị ơi. Dư luôn rồi đó. Đó. Ok. Dạ, một hũ chất lượng chưa? Em cầm cái hũ lên cho cả nhà coi. Đây. Hũ như vậy thì tại vì do là tôm nó nằm ở dưới đây nè cả nhà. Ừ. Đó, tại vì nó vẫn còn những cái khoảng trống ở trong đó chị ha. Dạ. Đó, đây nè, tôm nó nằm trong đây nè cả nhà, tôm rất là to. Đó, xen kẽ lẫn những cái hạt muối á. Ừ. Thơm lắm nha cả nhà. Ờ, giờ mình sẽ đóng nắp lại. Hy vọng là sản phẩm này của vợ chồng em sẽ được cả nhà ủng hộ nha. Ok. Yeah. Rồi. Nãy thì lúc mà chị đang chia sẻ về cái quy trình mà làm muối á thì em cũng có những cái mà em nghe nó loáng thoáng quá. Thì chút nữa xin phép chị chia sẻ lại một lần nữa về cái quy trình đó để cả nhà hiểu được là mình đã tới tận xưởng, tới dạ. Tận nơi làm luôn rồi. Thì cái quy trình đó là kiểu như là chị đã nghiên cứu bao lâu nó mới ra được vậy, chứ không phải là muốn làm là làm đâu cả nhà. Dạ. Đây một hũ thành phẩm đây cả nhà. Đây. Cái size hũ này tạm thời chưa có đủ cái size 300g nên em để đỡ vậy thôi, vài bữa em sẽ làm cái hũ dài hơn okay. Nha. Ok. Dạ. Rồi về giá này kia thì vợ chồng mình sẽ bàn với chị và đưa ra một cái giá hợp lý cho cả nhà nha. Dạ. Ừ. Dạ. Đây là cái muối mà chị đã kiểu như phơi nắng rồi nè, nhưng mà đủ nắng chưa chị? Chưa, cái này là phơi một nắng nữa, một ngày nắng nữa. Dạ, một nắng nữa mới đủ nữa cả nhà. Thì chắc chị nãy giờ em nghe giống như là em là học sinh mới vậy đó. Em chưa có thuộc bài lắm. Chị, cái quy trình để mình làm một cái muối này nè thì nó sẽ gồm những công đoạn gì chị? Trước tiên là mình chuẩn bị gia vị rồi đó. Tỏi, ớt, muối, bột ngọt rồi nhiều loại nữa. Yeah. Rồi xong rồi em bỏ vô cái máy xay, trộn hết gia vị rồi xay. Yeah. Xay xong rồi mình em đi ra ngoài nắng mình phơi. Yeah. Cái này là công đoạn phơi, tới công đoạn phơi rồi. Tới công đoạn phơi. Yeah. Sau cái công đoạn phơi này là sẽ là gì chị? Sau đoạn phơi đây mình nghiền ra hộp muối cho mình vậy mình vừa ăn hộp to hộp nhỏ hộp nhỏ này đó, đúng là rồi. Cái máy thổi nãy đúng không chị? Đúng rồi. Cái máy thổi chị nói để thổi ra cái size mà nó vừa đúng rồi. Xong rồi mình ra hộp như vậy mình đem rang, mình bỏ vô chảo mình rang. Dạ. Rang cho chín tới vậy là xong. Ý là cả nhà cái muối này á là nó còn độ ẩm ở trong đây. Đúng. Đó nên nó cảm giác là nó còn vón cục này kia. Đúng rồi. Nhưng mà gia vị này nọ là chị đã nêm hết trong đây rồi. Đúng rồi. Thì khi mà để ra được cái kích thước cái hạt muối mà sản phẩm á thì chị sẽ còn một công đoạn là thổi. Và thổi ở đây nghiền, là nghiền và nó để ra hộp. Ra cho cái loại muối mịn hay là cái muối có hộp này kia là tùy theo cái
nhu cầu. Đúng rồi, nhu cầu của cả nhà. Muốn ăn hộp nhuyễn hay là hộp mà hộp dừa dừa rồi đó. Em thì em thích cái hộp mà to to giống vậy nè. Để ăn cảm giác là nó vừa miệng á chị, nó còn động lại, ví dụ mình cắn ra nó còn động lại, còn nhuyễn quá kiểu như bỏ vô nó tan mất tiêu hết rồi. Đúng rồi. Dạ. Hộp dừa thì ăn nó giòn giòn. Dạ. Thì hôm nay em cũng xin phép là lấy trước một mẻ để về em để ở trong chỗ cửa hàng của bên em. Thì nó cửa hàng chứ thực chất là cái quán bán nước thôi. À dạ. Nhưng sẽ có những cái kệ để trưng bày lên. Trưng bày rồi. Dạ dạ. Thì em sẽ đặt trước mắt là cái size 300 đi chị. Rồi okay. Có gì nhờ chị chuẩn bị cho em. Và thành phẩm thì mình sẽ lên một cái clip riêng để gửi tới cả nhà cái thành phẩm và cái giá của một phần sẽ như thế nào ha. Rồi thì sau cái công đoạn mà thổi muối rồi cũng như là ra cái hạt mịn rồi thì tiếp đến là thành phẩm để gửi tới người dùng luôn anh chị. Đúng rồi. Dạ. Rang mình rang lên cho nó chín thơm giòn. Xong rồi khách giao cho khách. Dạ. Rồi thì mình đã quay một cái quy trình mà kiểu như là chị nói là chính. Rồi có dịp mình sẽ sắp xếp một cái quy trình mà chị làm luôn cho cả nhà xem. Do hôm nay là tụi em tới hơi trễ. Chứ không là cũng quay được quy trình rồi. Không vài bữa nữa tụi em sẽ xuống để quay một cái quy trình mà từ sớm cho cả nhà coi. Đúng rồi. Dạ. Thì yên tâm cả nhà, đây là cơ sở của bên chị, là mình đã tham khảo cũng như là đã hỏi rất là kỹ là về cái vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là về những giấy phép này kia thì nó đầy đủ hết. Cả nhà yên tâm về cái mảng đó ha. Rồi còn lại bây giờ mình xin phép chị là mình sẽ lấy cái thành phẩm này về để chuẩn bị ra mắt một cái mẫu mã cho cả nhà xem hấp dẫn, cũng như là những cái món ăn đây. Cái này nè chị, người ta thường dùng với cái món nào chị? Này thường ăn chấm trái cây. Chấm trái cây. Dạ. Nhưng mà con tôm này em thấy nó điểm đặc biệt đó thì... Chấm trái cây nhiều khi khách nói ăn con tôm luôn. À. Dạ. Em có hoặc là nếu mà muối không thì khách có thể làm sốt chấm rồi đó. Dạ, chấm bánh tráng. Đúng rồi, bánh tráng. Sốt chấm thì pha thêm nước sốt chấm rồi đó. Dạ, dạ. Em thấy cái muối tôm này cũng dễ chấm á chị, nó chấm được nhiều loại lắm. Đúng rồi, nhiều loại. Nhiều loại trái cây rồi ăn chung với cơm hay gì đó cũng được luôn. Dạ. Ở đây có con tôm á, bữa mình thử mình bỏ vô cơm á cả nhà, bữa đó nhà mình không có nấu gì hết, bỏ vô cơm ăn cũng ok nha. Rồi nhưng mà cái muối này á thì mình có thể là chan miếng nước ấm hay gì vào thì nó sẽ ra cái sệt sệt đó, thì cả nhà muốn quết á, chấm quết thì nó vẫn ok đó. Cả nhà cứ sợ nó khô quá chấm nó đâu có dính lại đâu, nhưng mà hoặc là nặng miếng chanh vô cũng được. Luôn đó, đó là một trong những cái mà chị đã chỉ mình cách dùng đó cả nhà. Rồi cả nhà có cách dùng nào nữa với cái muối này thì comment bên dưới giùm mình nha. Rồi bây giờ thì em xin phép là chị lấy cái thành phẩm cho em để em mang về Sài Gòn nha. Ok. Dạ. Rồi bây giờ mình đang có mặt ở trong tòa thánh ở Tây Ninh nha cả nhà. Đây là đường đi vào tòa thánh nè. Bây giờ mình sẽ đi hội ngộ với các anh em Tuấn Anh, Dương Đu Ba, Trung Bambu nha. Cảnh ở đây về chiều rất là yên bình. Tới rồi, mấy thanh niên đang đậu
lẩu bò cây vàng. Đây đây đây, thấy xe rồi, mình đã thấy xe rồi, thấy xe của mấy thanh niên rồi. Sẽ tạo bất ngờ cho mấy thanh niên này mới được. Đây, tới quán rồi nha cả nhà. Rồi bây giờ mình phải đột kích qua mấy anh đợi nè mới được. Vô em ơi. Mấy anh đợi tính quay em quay mình kìa. Nhưng mà sao dễ quay được mình. Oh. Hello cả nhà. Đó, Tuấn Anh đây cả nhà ơi. Xong công việc xuống đây ngồi trò chuyện với em luôn nè. Khỏe chưa em? Hay là bánh 70% rồi. 70% rồi. Đây. Đây là bịch muối này. Muối này à. Muối này vừa là tụi anh sẽ bỏ vào và có cái logo riêng nữa để mình có thể gửi tới cả nhà. Ôi, cái muối này cái con tôm bự quá. Ừ. To. Nguyên con tôm luôn kìa. Ý là nó có thêm. Ý là chị đặt số lượng nhiều, còn cái này á là số lượng chị mang về trước thôi, rồi bà bữa chị gửi lên cho chị số lượng nhiều hơn. Mà hôm nay tại vì chưa kịp làm xong á nên là lấy đỡ cái này thôi. Ủa sắp tới kiểu là trưng bày cái muối này ở cửa hàng luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ bỏ hộp và lóng bảo quản này nọ đàng hoàng. Ừ. Rồi, hôm nay thì mình tới đây vừa thăm Tuấn Anh cũng như là vừa cho Trung có thể quay một cái clip hấp dẫn ở bên quán nha cả nhà. Cả nhà kéo qua ủng hộ cho kênh của Trung Mambu. Trung Mambu. Và Dương Duba. Dương Duba đang làm gì đây? Duba đang lấy cảnh cam cao. Ok. Rồi bây giờ coi Trung gọi món gì đây nha cả nhà. Thôi thì bây giờ mình qua đường để đi qua chỗ xôi hả Tuấn Anh? Xôi gà mà ý. À. Ôi ngon vậy. Không, em quay em ăn mà. Dạ. Chứ bị về thử thách cái gì? Thôi có trứng non này kia luôn nè. Cái này xem thử thách. Chị cho em một phần xôi thập cẩm đi chị. Em mang về. Với đồ ăn á, chị lấy em một phần đồ ăn 150 đi. Trăm thôi, trăm giờ ăn không hết thôi. À, trăm hả? Cho một phần đồ ăn 100 ha. Trăm là anh muốn lấy lánh lộn nữa sao? Chị ở đây là món gì vậy chị? Cái đó là gà, chị cắt ra rồi chị roti lại. À, ở đây là chị bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Đeo lô cốt bánh, bánh. Đại bác nè, còn đại bác nè. Ở đây là có các món là em thấy có nem nướng nè, cái trứng non nè, đùi gà roti nè, má đùi nè. Còn cái này là gì chị? Đó là da gà. Da gà. Ồ. Ngon nha. Đây một phần của bên chị sẽ bán là giá bao nhiêu chị? Vậy là 20.000. Ôi trời ơi, nhiều vậy. 20.000 chắc đủ rồi. Ở đây mà em bán rẻ chứ bán mắc sao à. Dạ. 20.000. Chị lấy em một phần đồ ăn 100 đi với một phần xôi. Xôi không không? Xôi không. Dạ đúng. Mình tính ăn là một phần 150 200 vậy đó, nhưng mà Tuấn Anh nói là nhiều hết Tuấn Anh. Thôi chị cứ bán cho khách đi. Xong rồi tới em. Ở đây là số địa chỉ là số mấy Tuấn Anh? Ngay tòa nhà siêu thị Intimate á. Dạ. Đây nó có đó. Đây nó 24 có văn kiện. Bên đây là số 11. Đây số 11 có văn kiện. Đây. Tên của mấy đứa là ở Tây Ninh hay là ở đâu? Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn hả? Hôm nay có dịp về Tây Ninh để em thăm em nó mới bị lấy xe. Ở nó bị lâu rồi mà. Ý là bữa trước thăm rồi, giờ coi tình hình như thế nào.
một phần của chị làm cũng nhanh quá ha. Chị bán ở đây bao nhiêu năm rồi? Bán cũng nói chung là cái này là sư phụ để lại, sư phụ thì bán mấy chục năm rồi, để lại chị bán này được 2 năm mấy rồi. Đây là gọi là xôi gà Mỹ. Mỹ Mỹ hả? Mỹ Mỹ Mỹ. Dạ dạ. Ok. Chắc rồi. Đợi chút nữa chị là rồi. Của em á hả? Ôi, một phần đoàn 100 ngàn. À, chưa có hết, chưa đủ đâu. Ủa này là phần này bao nhiêu? Cái này vậy thì chị làm nè. À. Làm đủ thứ. Đủ thứ hen. Ngon á. Đây là trứng này kia là chị tự riêng tự kho hết hả? Đúng rồi, tự làm. Cái đồ này đâu nha, ta làm. Dạ. Nó bóng ha vừa, nhìn nó bóng quá. Để nó làm bóng. Dạ. Ngon quá. Này Tuấn Anh cũng đang ra quán để ngồi chung với Trung rồi. Giờ mình cũng xin phép là chở Tuấn Anh về nhà cũng như là ăn nhẹ nhẹ rồi chào tạm biệt Tuấn Anh. Cái đó bán là bán dư rồi đó. Ồ, dư luôn hả? Không sao, không sao. Dạ. Rồi, cho em gửi tiền. Rồi, cảm ơn em. Nhiêu chị? À, lấy rằng. Ồ, võ Tấn Lộc hả? Võ Sư Lộc. Võ Sư Lộc, em có tiền. Dạy võ hả chị? Dạy võ. Dạ. Dạy võ luôn hả? Em có dạy võ không? Có. Em dạy võ với Sài Gòn. Cái kênh của em là, cái kênh đó là kênh review món ăn hả? Dạ, em chuyên review ẩm thực. Rồi, mọi người ơi, tới đây ủng hộ cho chị Mỹ nha. Rồi, số điện thoại chị Mỹ. Đó, cái số điện thoại của chị bên đó đó. Chị đọc giùm em lại. À, 0938. Ủa? Số của 0938 458 376. Đó, ai ủng hộ. Là ai tới ủng hộ mày. Tây Ninh thì alo chị Mỹ trước. Chị Mỹ sẽ ship lên nha. Rồi, ship ở vòng vòng Tây Ninh thôi chứ xa quá thì chị Mỹ ship hơi khó. Dạ em chúc chị mua may bán đắt nha. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, đi thôi. Đi thôi Tuấn Anh ơi. Go. Okay. Rồi. Rồi, xin quên. Em nãy mình có quay thumbnail không ta? Không. Để cái intro với nhau. Đang quay nè. Chào em. Đây, em sẽ lấy cái này. À, gửi cô nha, gửi cô mẹ của Tuấn Anh nha cả nhà. Ok. Dạ, con gửi cô chú. Để cho em đi. Dạ, ở trên đó con có. Dạ, em cầm. Sẵn sàng chưa mấy anh em? Rồi hôm nay mình sẽ làm một buổi tiệc nho nhỏ để chào tạm biệt Tuấn Anh. Mình anh em mình quay lại Sài Gòn nha. Tuấn Anh nay ở tình hình đã ổn hơn trước rồi cả nhà, nhưng mà vẫn còn đau lắm. Nên mong là cả nhà hãy cổ vũ tinh thần cho Tuấn Anh để Tuấn Anh mau chóng vượt qua được kiếp nạn này. Ê, sao lại nói đó em? Rồi đủ rồi đó mọi người. Ok. Rồi, trước khi ăn thì không đứng ly thôi tuyên bố một lý do. Đó là mình đã tìm ra nguồn sản phẩm từ Tây Ninh, Củ Chi và mang về dưới cửa hàng rồi Tuấn Anh ơi. Và lý do thứ hai là chúc cho Tuấn Anh mau khỏe nha. Rồi, vô cái nào. 1, 2, 3, vô. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Đây là bữa tiệc kiểu như là giả chiến á cả nhà. Rồi bữa tiệc giả chiến nên anh em mình ăn nó cũng sương sương thôi Tuấn Anh. Ăn sương sương. Rồi mời Tuấn Anh nha. Khi khác là mình ăn linh đình, Hàn Nguyên, tôm sợ. Trời không với em nhìn nhìn. Ôi trời ơi cái thịt nè. Ôi chắc thịt chưa. Không không được rồi, xin phép cả nhà mời cả nhà cái trứng non cả nhà, nhìn cái trứng non nó vút quá. Có phải trứng non. Rồi. Trứng đào. Mời Tuấn Anh. Trứng cho bún kìa, anh ăn đi. Ồ, Tuấn Anh không ăn vịt hả? Không, mà trứng cho
Là sao? Là sao vậy anh? Sao lúc đầu anh không nói gì đó? Rồi, bà cái này bà con chú của mày con nha. Rồi. Cái nước dịch đó là mày tưới vô trong cái dịch này. Mà nó đổi vô nó chảy sao? Mời, mời cả nhà. Không để mình chấm thôi anh. Ok. Này nước chấm của dịch luôn. Mời cả nhà nha. Cứ phải nói là hết nước chấm cả nhà ơi. Tưới vô rồi nè, không là chấm không thì không. Ngon. Lá mốc mật. Tuấn Anh có kiêng dịch không Tuấn Anh? Em hả? Em không anh. Kiêng hải sản đúng không? Không hải sản, nó khuyên em ăn tôm cua ghẹ nhiều vô đó. Để có canxi cho chắc xương. Cái này là da nè. Da gà chiên giòn nè. Mời Dương. Em cảm ơn anh. Vậy anh có cái chung phép mà anh là cho rồi. Ơ? Có thể á, có thể sắp ra dễ. Sao vậy anh? Ăn kèm mấy đậu đăng thôi. Anh bỏ tô vô anh ăn kèm với cái trứng gà nó sẽ ngon hả? Tô này á, là chị bỏ trong nguyên cái thùng đựng đá luôn. Dạ rồi anh ấy, em chắc là cái đồ đũa mà. Anh ăn xôi mới có miếng nè. Thôi không anh nếp, không anh nếp gà này. Không bỏ cái mà anh đang bị đơn nếp được. Gà này là gà rô ti. Wow. Chưa, em thấy anh gấp rồi, em chưa kịp hỏi. Cho chung mắt nha chung. Cái xô đó anh vừa ăn này. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon. Ôi. Đưa lọc, anh lọc đi, anh lọc đi, anh lọc đi. Đang vuốt cho. Nó bị dính nè. Ôi ơi. Để lên chứ còn sôi. Ăn nó cứ phải gọi là nó hết được chấm á. Chứ tinh linh này á, hình như là nhiều cái món ăn để mình còn kiểu nào nếu mà khai thác có nhiều thời gian á là mình sẽ quay được nhiều món ăn hấp dẫn lắm. Anh em đây nó có khác gì ở dưới không? Anh em ở đây nó có khác gì ở... thì nó có không khí của chúng ta. Mời tinh linh, mời vợ nha. Đây, mình sẽ đợi đây. Cảm ơn nha. Đây là chén quen rồi cả nhà. Đi cái xôi này công nhận á, thì à, bỏ cái nước sốt vô ăn nó vừa ăn lắm cả nhà. Cái gà này ngon ghê anh, vừa ăn á. Phải không? Kèm những đầu nó cũng ngon. Ăn ở đây là mình đang ở nhà Tuấn Anh đó cả nhà. Dính nha, món này dính đó. Này giống như là một buổi rồi. Buổi khai trương sớm với người em của mình. Vừa rồi nằm ở nhà buồn á, có coi clip không? Có. Coi hết mấy phần luôn. Kiểu như là đang buồn mà có drama để hóng nữa. Nằm nhà kẹt view. Vô. Vô. Chúng tôi đang lên kế hoạch để lập cái kênh YouTube. Vậy vậy? Anh lập thì anh em sẽ subscribe. Like, subscribe. Em quay dưới này thôi. Không, cái này kiểu như có cái nước sốt vô nữa vừa. Ăn nó thấm vị lắm nha. Đúng rồi, ăn nó đã rồi. Cái da này ăn nó phải thấm vị nha. Có là ngon nha. Nhưng mà cái vịt này thì cũng xuất sắc. Cái màu đẹp nha. Tuấn Anh là lúc trước là Tuấn Anh đi giao vịt cho bên đây hả Tuấn Anh? Em đi giao Tết với lại ngày thường cũng đi bỏ dịch này nọ. Đúng. Cái cổ anh hư nhất lắm. Cái cổ em nhìn, anh nhìn ở đây nhìn đã quá. Cái vịt này ăn không bị khô. Ăn rất là mọc. Thì mọc nước không? Ý dạ. Nhưng mà có một điểm nữa là cái màu của nó nha. Màu đẹp. Dạ, lý do lúc nãy mà em tới cái quán á. Mấy con vịt mà quay kiểu là người ta có không quay riêng á. Quay một cắn hồng này. Hồi nhìn đã mắt lắm. Mình đi coi mua Sài Gòn có một số chỗ đi quay không được, kiểu như là tầm 2 ký hơn ký à. Nhưng mà con này tầm 2,5 ký thôi. Tầm 2 ký. Mà quay kiểu như người ta nhét lấu mình, người ta kiểu như là ta có cái công nghệ phẫu thuật da
trước quay á. Là quay cảm giác là công việc nó căng mập. Kiểu như nó không có bị xì á. Căng đều á. Lần lúc trước em có em hay xem chú Bình Thảo á đi quay á. Chú quay ở bên Mỹ là quay bên á. Lấy bơm xe bơm hơi á, bên kia là bơm chọc vô. Đấy, công việc cái da tắt ra khỏi xịt luôn. Và xíu là mình quay lên nó sẽ cái da nó sẽ giòn. Hay ra rồi. Thầy chuyên chờ anh. Đi một ngày đàn học một sàn khôn. Nhưng mà anh sợ quá. Không biết à. Sản phẩm á. Muối ta nên lấy về à. Nó được à, mọi người đón nhận hay không? Không, em nghĩ không. À, đây là đứa con tinh thần tầm liên quan. Thì chắc chắn là đứa con tinh thần mà kiểu như là đây là bước đầu khởi nghiệp của anh chị luôn. Thì khá sẽ đặt khá nhiều tâm huyết vào cái sản phẩm này cũng như là cái món ăn món nước này. Hay là về chất lượng thì cả nhà cũng yên tâm là chắc chắn 100% là anh chị sẽ đặt cái chất lượng lên hàng đầu. Nên là em nghĩ là đó là lý do mà tại sao phải về tận Tây Ninh để cho cả nhà coi cách chế biến cũng như là về cái quy trình đó làm á. Người ta nói là đầu xuôi đuôi lọt. Thật ra thì hôm nay á cái nhà là tụi em chuẩn bị đúng mấy nước á cũng đau đẹp kệ rồi nhiều kia á, nên là xuống dưới Tây Ninh thì trễ cho nên chưa có quay được hết cái quy trình làm muối cho cả nhà coi. Nhưng mà hứa hẹn thì một ngày gần nhất thì em sẽ đi xuống và quay hết cái quy trình làm muối luôn, tại cả những cái lúc mà chị pha muối hoặc là phơi muối luôn nha cả nhà. Chùm trứng này tựa như những tình cảm anh em dành cho Tuấn Anh vậy. Thôi, yêu không anh thôi. Mỗi trái trứng là một tình cảm. Nhưng mà Tuấn Anh ăn hết chùm này thì Tuấn Anh sẽ bị no. Nên Tuấn Anh hãy chọn một trứng đi. Không, để em chọn một trứng. Không, em chọn hai trứng đi, để cho nó đều. Nghe một trứng thôi nha cả nhà. Chứ một trứng ăn thì nó bị... Sao vậy? Anh có không thích ăn trứng non hả? Không phải không thích ăn trứng non mà là ớn trứng. Ủa, sao ớn? Mấy ngày nay anh nhà trứng quá. Ừ. Trứng nhiều quá. Ừ. Như là bỏ em không ăn trứng. Không có, ăn cơm em. Anh đừng có bỏ em. Ôi. Ừ. Diễn viên nữa. À. Cái diễn này là bị lộn lòng với kia. Rồi nó chơi với... Nên mình tình cảm mà như ba đủ. Nó chơi với anh này luôn. Anh ơi, anh không ăn trứng không? Nó ít lắm. À, bữa nay mình định mới ăn trứng không? Ăn trứng no luôn. Nên à. Ăn được mấy trứng chưa? 10 trứng rồi. Trứng vịt lộn. Ăn gần 1 dĩa trứng luôn. Trứng vịt lộn. Chắc là 11 một hộp trứng vậy. Thịt bơ trứng anh không ăn? Thịt bơ trứng. Nó ăn đâu có tầm 2 kg thịt á. 2 kg thịt mới là tụt với trứng. Chị bù gần 1 dĩa trứng. Tôi tính ra cũng 3 kg rồi. Còn đông thiện nữa. Xong cái này thì anh em mình sẽ đi về Sài Gòn và ghé tổng chào Tây Ninh để Dương có thể ôm lại kỷ niệm xưa. Chúc anh em đã nhiệt tình với mình vậy rồi. Mình phải chơi tới cùng với anh em chứ. Chơi tới giờ chót không? Dư đu ai chỉ sắp hết nổi. Tới giờ chót rồi bắt nay Dương. Em quên hả? Mình còn một vũ khí bí mật nữa. Này, vũ khí bí mật này tung khúc cuối ra nè. Đó. Rồi, nói chứ ngồi ở đây á, Tuấn Anh cũng bị đau quá cả nhà. Tuấn Anh là bẹp bị đau quá. Nên mình xin phép là cũng làm gọn á, để kết clip thôi. Đó là món ăn ở đây hôm nay thì tình cảm là chính. Nhưng mà Tuấn Anh một lần nữa thì bên kênh của anh á, anh muốn hỏi cảm giác của Tuấn Anh á, khi những anh em tới tận nhà bới Tuấn Anh đi á, thì cảm giác như thế nào? Cảm giác vui lắm anh, tại bữa giờ em ở nhà cũng một tháng này mà không ai bế em đi hết. Nãy Trung vô bế em hay là Dương? Anh đi bộ kìa. Trung Trung với Dương vô tưởng em tưởng bế em đi không anh ạ, em đi bộ về. Dương này là có những cái màn bài lai cam á. Đúng rồi. Còn tại kêu em đứng ném ném bên góc kêu bài lai cam gần tới hello em cái. Diễn anh, diễn viên á, diễn anh. Đây là lấy cái tài đào hello. Đúng rồi, đúng rồi. Hát vậy em, tài đào cho hello rồi em. Hồi nãy mình kêu tới anh nha, anh Tuấn Anh. Người ấy thì anh Tuấn Anh là lái xe chở em anh Dương ra ngoài kia đúng
Tuấn Anh thì kiểu rất là nhiệt tình nói chung nên anh em mình xuống tới Tây Ninh này là Tuấn Anh rất là vui, đó là cảm giác thật. Cái bữa mà Tuấn Anh mới bị đụng xe xong á, mà anh với chị Phụng xuống thăm á, vẫn gửi một cái phần ba khía với một phần quà để anh mang về. Nó rất là quý luôn, nên hôm nay anh không dám tiết lộ là mình xuống, nó mất công lo lắng rồi chuẩn bị đồ này kia. Đó, hôm nay thì cứ vui vẻ trước anh em mình, trước sau như một đi. Đó, thì em lên Sài Gòn thì tụi anh tiếp thôi, rồi xuống Sài Gòn thì sẽ phải báo Tuấn Anh. Đó. Không, anh xuống Tây Ninh chứ, anh xuống Tây Ninh anh báo. Đúng rồi, anh xuống Tây Ninh. Là hôm nay Tuấn Anh đã sắp hồi phục vào cái nhà là 70% rồi đó cái nhà. Tuấn Anh giờ hết đất một tay là thoải mái luôn á. Chỉ có tay đau này nó chưa lành hết thôi. Nhưng mà trong quá trình mà dưỡng thương á Tuấn Anh, Tuấn Anh cảm giác nó suy nghĩ gì trong đầu, ý là có tiêu cực không? Tiêu cực thì cũng có một chút, nhưng mà mình ý chí mình nó vươn lên, kiểu như mình suy nghĩ nó thoáng đi chút đi. Mình nhìn xuống thì không có ai hơn mình, nhưng mà mình nhìn lên không bằng ta, thì như mình cứ thấy nhiều hoàn cảnh á nó không bằng mình, nhưng mình cố gắng. Giờ mình ở nhà thì nó hơi buồn, lại hơi tù tốn chút, nhưng mình cũng dán để qua cái giai đoạn này. Coi như là thời gian là sống chậm. Đúng rồi, sống chậm, với lại mình suy nghĩ nhiều lại chút, chậm lại chút, giống như là bây giờ thời gian này mình chữa lành đi. Đúng rồi. Rồi sau này mình đi làm mình chữa nghèo. Rồi thì anh cũng đại diện ông bà Tuấn Tú như là những người xem kênh á, sẽ gửi lời chúc sức khỏe tới Tuấn Anh để Tuấn Anh mau khỏe để đi làm trở lại cả nhà. Và đi làm trở lại đây thì Tuấn Anh chắc chắn sẽ nỗ lực hơn nhiều. Tại vì trong cái quá trình mà dưỡng thương á, là mình cũng thấy được là sức khỏe cũng như là những cái điều mà bên trong cơ thể của mình á, mình lắng nghe nó nhiều hơn. Để mình khi mình đi làm mình vừa kiếm tiền nhưng mà vừa giữ được cái sức khỏe tốt nhất. Rồi hôm nay thì hành trình mà để mình đi lấy muối thì sẽ kết thúc bằng một clip anh em mình ngồi với nhau như vậy nè. Ở nhà nếu mà thấy ấm áp cũng như là thấy ấm cúng á, thì hãy đừng ngại share và ủng hộ cho kênh của tất cả anh em mình. Đây là kênh Trung Babu. Dạ, xin chào cả nhà. Đây là kênh Dương Bubba. Rồi, hôm nay là bạn Tuấn Anh, ủng hộ cho Tuấn Anh mau khỏe lại nha. Để Tuấn Anh có những dự định nào đó mình sẽ quay cho cả nhà coi. Rồi, thì bây giờ chắc mình xin phép là kết clip và anh em mình tranh thủ về lại Sài Gòn để chuẩn bị cho cửa hàng của mình nha cả nhà. Cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã đón xem video của vợ chồng tụi em nha. Mọi người có góp ý gì hãy để lại dưới bình luận giúp em, để em có thể cải thiện clip tốt hơn để gửi tới cả nhà những cái video đẹp hơn nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye, bye, bye.